Tôi biết rồi anh Bill à. Tôi cũng đang nghĩ cách để kiếm tiền nè. Anh cho tôi thời gian thêm 2 ngày, không cần tới mấy tôi cũng trả trước cho anh một mớ. Làm ơn đi ha. Lần này anh mà thất hứa nữa tôi chặt tay anh đi trả lại đó. Vậy đi. Được, tạm biệt. Qua ăn chè nè. Mẫn à, ăn chè nè. Em à, dạo trước em nói đem tiền chuyển vào định kỳ để hưởng lãi đã chuyển chưa? Chưa. Chị Trần nói nhân dân tệ sắp lên, em tính theo chị mua, sao hả? Không. Anh nói chuyện với anh Chánh, biết ảnh sắp về hưu. Anh nói thay vì về hưu ngồi húp cháo, khi bạn anh em hùng tiền mua chiếc xe chở hàng, còn kiếm được chút thu nhập. Vậy cũng tốt. Nhưng mấy người hùng tiền chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền về hưu của anh đâu. Mấy hôm trước anh đưa cho con nó đầu tư hết rồi, bây giờ kêu nó trả lại, đưa qua đưa lại, nó sẽ nghĩ là anh không có tin tưởng nó. Cũng phải, nhưng em chỉ có 80 mấy ngàn thôi. 80 mấy ngàn hả? Ừ. Cũng được. Số tiền này em định đưa con nó sửa nhà, nhưng bây giờ không có dọn nữa. Có phải vì con không chuyển ngành được nên chúng ta không mua nhà được phải không? Anh không biết, con nó không có nói với anh. Phải ha, đừng tạo áp lực cho nó. Phải rồi, chỉ cậu nó lớn rồi, nó biết tính toán mà. Đó, con Mẫn này thiệt là, hễ lên mạng là cái mông dính chặt vô cái ghế luôn à. Mẫn à, ăn chè nè. Chỉ có 80 mấy ngàn, không có đủ trả tiền lãi. Anh Chánh nói lần này tin nội bộ rất là chính xác. Có thật không đây? Dù sao cũng không đủ, mình phải liều thôi. Lúc di động của anh đang reo, nếu không phải anh đang tắm, tôi cũng không biết anh đi vay số nợ lớn như vậy. Chí Cao, con về đúng lúc lắm, con hỏi ba con đi. Ba lại vay lãi cao hả? Ba lại cá ngựa nữa sao? Thì ra từ đầu con đã biết rồi hả? Má, má nghe con nói. Con gì để nói nữa? Đúng rồi, hai người thông đồng với nhau là đúng. Ổng đó, muốn vay muốn mượn, cứ hỏi con thân của ông đi, đừng có hỏi má của tôi. Tiền của má tôi không cho kẻ mấy cái bạc đâu. Ba, lần này ba nợ bao nhiêu? Nợ bao nhiêu? Nợ 800 ngàn đó. Có nhảy là cũng không xong đâu. Trước đó anh nói làm ăn, kêu tôi đưa tiền, thì ra là để trả nợ. Má hiểu rồi. Đột nhiên con nói không mua nhà, có phải lấy tiền trả nợ cho ổng không? Tại sao tiền của con mà anh cũng lấy luôn vậy? Má à, số tiền đó đây con tự nguyện cho ba mượn. Ba khó khăn lắm mới từ dưới hố leo lên, tại sao ba lại dẫm chân xuống lại vậy? Ba biết là ba có lỗi, nhưng lần trước ba lấy tiền của con, ba thấy tức trong lòng lắm. Ba tính là gỡ lại đủ vốn. Gỡ đủ vốn rồi thì ba sẽ dừng tay. Làm sao ba biết giận của mình lại... Ba tính gỡ vốn? Ba tưởng dễ ăn lắm sao? Con đã nói với ba bao nhiêu lần, cá độ trái phép, không chừng là sẽ thu hết cả gia tài. Tại sao ba nghe không lọt tai? Khổ nói không phải là thu sạch gia tài của ổng, mà thu sạch gia tài của người ta. Tôi không liên lụy cả nhà đâu, tôi sẽ tự nghĩ cách. Chuyện nghiêm trọng như vậy anh có cách gì chứ? Người cha như vậy, đứa con cũng vậy, hai người thông đồng với nhau gạt tôi. Anh có coi tôi là vợ của anh không? Con có coi má là má của con má không? Má à, con giấu má vì con muốn má lo thôi. Chính vì tôi biết mình có lỗi nên thôi không có nói với cả nhà. Biết lỗi? Ông biết lỗi hả? Biết lỗi thì đâu có sanh ông nổi này. Ông có còn là đàn ông không? Chẳng những không có tiền nuôi gia đình mà còn gạt tiền đàn bà để trả nợ giùm cho ông nữa. Giữ vô bọn cho vay nặng lãi, xong rồi không có tiền trả nợ thì sao? Hả? Phóng hỏa đốt nhà, ông có chết là chuyện của ông, đừng liên lụy đến chúng tôi. Mẫn à, dù sao đó cũng là ba của em, em đừng ăn nói quá đáng như vậy. Tôi không cần cha như ổng. Từ lâu tôi đã thấy ổng chướng mắt rồi. Nhìn ổng mắt la mày lét, không có trình độ, kiếm tiền lại ít. Ổng có điểm nào bằng cha ruột của tôi chứ? Mẫn à, câm miệng lại đi. Tôi nói sai sao? Còn má nữa má, má dẫn xói vào nhà lấy nhầm hạng người xấu này, bộ không có đàn ông má không sống nổi hay sao? Nhất định phải có đàn ông nằm bên cạnh má hay sao hả? Lần này là lỗi của ba, em chửi ba như thế nào cũng được, không liên quan tới má. Sao em có thể ăn nói như vậy chứ? Má, đừng nói, tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa. Anh Bill, ở đây có 200 ngàn,
Nè anh Hải, tôi đã nói rồi, anh có đứa con khôn lanh giúp anh mà. Nhưng ở đây chỉ có 200 ngàn, còn 600 ngàn thì sao? Tôi nghĩ anh cũng biết rõ, sau số nợ lần trước gia đình tôi cũng trắng tay, khả năng của tôi lại có hạn, lại anh tính lại rất cao, khoản nợ rất lớn, thật lòng tôi cũng biết đến bao giờ mới trả hết. Hay là vậy đi, anh cho tôi trả theo định kỳ, mỗi tháng tôi trả 20 ngàn, ngoài ra trả lãi theo ngân hàng cho anh. Anh bạn trẻ, anh có bị bệnh gì không? Tính lãi theo ngân hàng, chắc tôi phải mở ngân hàng á. Số tiền tôi cho ba anh mượn, không cần thế chấp gì sao? Hai cha con anh thử đến ngân hàng vay tiền đi, không có nhà thế chấp mà đòi vay 600 ngàn. Coi mấy thằng Ấn Độ có tống cổ mấy người đi không? Ban đầu anh cũng biết, nhà tôi thuê chứ không phải là mua. Không có thế chấp, chưa chắc gì có tiền trả cho anh. Bà, thật sự là vậy mà. Bà chỉ vay có 400 ngàn thôi, tự nhiên để ra 800 ngàn. Nửa chừng bà có trả, chứ đâu phải là không có trả. Bây giờ cứ anh bớt chút đỉnh lãi thôi, ai cũng lời quá rồi mà. Tiền mà biếu ăn thịt người này cho dai, không có lo sẽ không thu lại được. Anh là luật sư kiểm khống, là cảnh sát hay luật sư gì cũng mặc kệ, không có ai có thể ra điều kiện với tôi. Nè anh Biêu, đây là bảng lương của tôi, mỗi tháng tôi có 30 mấy ngàn. Trả 20 ngàn cho anh, tôi chỉ còn lại 10 mấy ngàn. Hoàn cảnh gia đình của tôi anh biết rõ, trong nhà có 4 người. Ba má tôi đã lớn tuổi, rất khó tìm được việc làm. Em gái tôi còn đi học. 10 mấy ngàn đó vừa đóng tiền nhà, vừa phải ăn, vừa phải xài, tất cả mọi chi phí đều lo hết. Một mình anh không trả nổi. Nhưng còn đứa em mà, cha, rất trẻ đẹp. Bỏ thân ra là một tháng, không chừng kiếm được 80-90 ngàn luôn đó. Anh nói cái gì, anh điên rồi hả? Kêu cô tôi bỏ thân ra làm, thích tiền quá kêu con anh ra làm đi, tôi tới tôi ủng hộ cho. Anh Biêu, chịu hay không, tự anh suy nghĩ đi. Bà, đi thôi.